Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh của em Thanh Hà Audio. Và nhân cái dịp cuối tuần thì em xin kính chúc các bác một cái cuối tuần thật là vui vẻ ở bên gia đình và người thân, ăn chơi một cách thật là lành mạnh các bác nhá. Và hôm nay thì em xin lên sóng để bổ sung với các bác một cái con đát đến từ thương hiệu nhà Lucman. Và hôm nay thì có cái tên mã sản phẩm là Lucman DA06 các bác nhá. Đây thì là một cái con đát thuần thì được trình làng vào cái năm 2013. Và đến cái thời điểm hiện tại thì hãng cũng chưa có ra mắt cái con đát cao cấp hơn và cũng chưa có cái kế hoạch cũng như là cái ý định ra mắt. Vì vậy mà hiện tại DA06 đang là một cái con giải mã cao cấp nhất của cái hãng Lucman. Đối với các bác đam mê nhạc số thì đây là một cái sản phẩm luôn luôn được săn đón bởi cái khả năng giải mã lên đến chuẩn DSD và cho ra cái âm thanh đầu ra thì cực kỳ là hay, cực kỳ là tuyệt vời. Lucman DA06 thì với cái khả năng xử lý tín hiệu lên đến chuẩn DSD, nếu như các bác giải mã qua cái cổng USB thì sẽ cho cái chất lượng giải mã lên đến 32 bit và 5,6 MHz. Em này thì dùng chung cái chip giải mã là TAT3152 cùng với lại em Lucman D06U. Hiện tại thì DAC3152 thì đang làm một cái con chip giải mã cao cấp nhất của cái hãng Lucman. Ở trên cái thị trường audio thì các bác chơi audio thì đang trong cái giai đoạn chuyển dịch từ cái cách nghe nhạc truyền thống sang cái thể loại nhạc số này. Vì vậy mà trên cái thị trường DAC thì rất là nhộn nhịp và giá của những cái con đáp cũ đã qua sử dụng thì cũng được bị đẩy lên khá là cao. Nhạc số thì nó hướng đến cái sự đa dạng và tiện lợi về bài hát cũng như là nó rất là nhiều các cái thể loại bài hát. Và nó rất là tiện lợi ở trong cái quá trình sử dụng và nó sẽ giúp các bác tiết kiệm được cái chi phí phát sinh đầu tư quá nhiều tiền vào CD. Mặc dù là các bác đã mua những cái chiếc đầu CD cao cấp rồi nhưng mà các bác vẫn cứ tiếp tục là đầu tư thêm đĩa mỗi lần cái đĩa ra mới, đúng không ạ? Nhưng mà với DAC thì các bác chỉ cần đầu tư đúng một lần duy nhất thôi các nhá. Và cứ thế sử dụng thôi, cũng không cần phải đầu tư thêm một cái gì nữa. Đấy, rất là tiết kiệm. Và em máy này thì có cái kích thước chiều ngang ở đây là 44, chiều sâu là 40 và chiều cao ở đây thì là 9,2 cm các nhá. Trọng lượng của em này thì là 11 cân các ạ. Lucman DA06 thì được các bác chơi đánh giá là có cái chất âm sạch, tĩnh và các cái giải cao thì nên rất là đều, rất là sáng và cái tiếng bass thì xuống cực kỳ là thấp. Đấy, rất đáng để cho các bác chơi trải nghiệm và đặt ở trong cái kệ audio nhà mình thì nó rất là chuyên nghiệp, rất là tuyệt vời. Thì cũng là một cái điều thật sự là thiệt thòi nếu như mà các bác chưa nghe qua những cái bộ giải mã cao cấp thì sẽ có những cái nhìn hơi phiến diện về hay là có những cái ác cảm về nhạc số. Nhưng mà đối với các bác mà đã trải nghiệm qua rồi thì đều cảm thấy rất là giật mình. Thứ nhất là giật mình về cái chất lượng giải mã, chất lượng nhạc phát ra. Thứ hai là nó giật mình về cái kho nhạc mà DAC nó tiếp cận được thì nó quá là lớn, quá là khổng lồ các bạn. Đấy, tiết kiệm được rất 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 nhiều tiền. Nếu như mà các bác phải bỏ tiền đi ra mà đầu tư vào CD thì nó quá là tốn kém, đúng không ạ? Và máy này thì về hàng ở bên shop Thanh Hà Audio thì một máy đẹp xuất sắc các bác nhá. Với cái mức giá thì bây giờ thì cũng cực kỳ là dễ thở rồi. Không như là trong cái quãng thời gian đầu năm hoặc là trong năm ngoái thì máy rất là cao. Cái này về hàng thì hình thức còn đẹp xuất sắc các bác ạ. Không có cấn cạnh hay là tì vết gì các bác nhá. Đấy. Các bác sẽ được xuất ra theo cái dạng analog với một đường ba lăng này và một đường RCA. Sẽ có hỗ trợ các bác là giải mã qua 6 cái đường vào đây ạ. Và em cũng khuyên các bác là nên nha các bác nhá. Các bác nên giải mã qua cái cổng USB này thì cho cái chất lượng nó đầu ra thì sẽ tốt hơn nữa. Một máy đẹp xuất sắc. Đối với lại các cái sản phẩm nhà Lucman thì luôn luôn lấy cái tông màu trắng, mặt là sẽ là mặt phai nhôm và bên trên này thì cũng có cái logo chữ ký của cái hãng Lucman cũng như là cái tên mã sản phẩm ở trên này. Đấy, rất là nhiều các cái chế độ giải mã, các cái chế độ chơi. Đấy, trên này thì đây là cái suộc đầu vào các nhá. Và em này thì sẽ có một cái màn hình hiển thị dạng LED đỏ hiển thị là suộc vào cũng như là cái số bit giải mã đấy ạ. Một máy đẹp xuất sắc các. Cả lưng và cả lắp lưng và phía đằng sau thì rất là đẹp. Nói chung là một em máy đẹp không có gì để bàn cãi rồi. Và em này thì về hàng gồm có một dây nguồn zin của hãng này, đĩa này và vẫn còn cả cái
cái thẻ mua hàng các bác nhá, thẻ mua hàng của cái bác chủ cũ ấy ạ. Nakamura của cái bác Nakamura đây. Mua năm 2014. Mùng 10 tháng 2 năm 2014, bảo hành 25. Cái này thì qua rồi nhưng mà các bác ấy vẫn giữ lại, không toàn là cái chủ cũ này, rất là cẩn thận. Em máy này thì về hàng của bên em thì chắc là cái con máy mà nó đầy đủ giấy tờ nhất từ trước đến giờ mà nó về hàng ở bên em đấy ạ. Còn đầy đủ có quá nhiều là giấy tờ để hướng dẫn các bác sử dụng này. Nhiều lắm ạ. Đấy. Cái chỗ này thì em cũng chưa đọc qua. Đấy. Nhiều quá. Anzen cả Anzen CV chú ý cách sử dụng này. Em chỉ đọc cái quyển này thôi. Đấy. Quá là nhiều giấy tờ. Để mà các bác nghiên cứu được những cái tệp giấy tờ này thì chắc là phải mất cũng khá nhiều thời gian đấy ạ. Đấy. Thì chắc là cái video clip này thì em cũng xin được tạm dừng tại đây và hẹn các bác ở một cái video sớm nhất để giới thiệu đến các bác các cái sản phẩm mới về hàng của bên shop Thanh Hà Audio. Và em xin nhắc lại rằng là Lakmen DA06 thì về shop bên Thanh Hà thì hình thức đẹp xuất sắc, 98-99%, chỉ thiếu mỗi thùng shop thôi các bác nhé. Và với chỉ mấy cái mức giá là 50 triệu thôi các bạn. Đấy. Em xin dừng video ở tại đây. Cảm ơn các bác đã dành thời gian theo dõi video ạ.